À, chào anh em nha, giới thiệu với anh em cây Yamaha Galaxy. Cây này mình thanh lý giá rất là rẻ nha. Series của nó là CG130SA. Mình sẽ để tên trên màn hình cho anh em tham khảo. Thì cái đàn này á là hoàn hảo, thì nó tầm khoảng 2,5 triệu cho đến 3,5 triệu nha. À, tùy giá nó có dao động, tùy theo độ đẹp đó anh em. Thì cái đàn này mình thanh lý 1,3 triệu thôi nha anh em, 1,3 triệu. Thì có những cây đẹp thì giá nó sẽ cao hơn, còn những cây này thì nó bị xước xát anh em. Bên nào một vết xước xát sau lưng nha, và một vết cứng ở đây. À, mình đã xử lý vết này rồi. Đàn mình bán 1,3 triệu và bảo hành 1 năm nha. Đàn sử dụng bình thường đó, anh em mua cái này về để chơi tập luyện á thì rất là ok, tại vì chất lượng của nó là của một cây đàn tốt và giá của nó thì rất là rẻ. Chỉ có là ngoại hình nó xấu thôi nha anh em, vì nó đã sửa chữa rồi cho nên mình bán rẻ lắm. À, Yamaha nha anh em. Cần phím rất ok luôn, rất êm tay, âm rất tốt. CG130SA, mình sẽ quay gần mình test cần phím cho anh em coi nha. Đây, quay gần cho anh em coi nè. À, tốp nó đẹp nha anh em, tốp đẹp, chỉ có vết bị rạn thôi. À, vết nó bị rạn đây, vết này nó bị rạn nha anh em, từ đây đến đây. À, mình đã xử lý rồi, anh em về chơi bình thường ngon lành nha anh em nha, không ảnh hưởng gì hết, vì nó như vậy nó mới rẻ nha anh em nha. Còn nếu mà nó nguyên vẹn nó đẹp luôn thì nó lại cao tiền rồi, nó cao hơn gấp đôi luôn rồi. Đó, còn lại thì đẹp nha, còn lại đẹp ok. Eo bị chày nè, lưng chày nha. Đó, hai vết chày này cũng nhiều. Cái này có thể là chút nữa mình sẽ đắp miếng bột vô, miếng bột gỗ đây vô. Mình láng lại cho nó mịn chỗ này luôn nha. Cho nó đỡ đỡ nhưng nó vẫn còn thẹo nha anh em. À, vẫn còn thẹo. Còn lại là đẹp nha. Cần phím thì ok lắm anh em ơi, cần phím thì tuyệt vời, không có gì để bàn á. Nó chịu xước xát tự mình vận chuyển về á, nhiều cây nó bị vấn đề nhỏ. Đây, cái action của nó tuyệt vời nha anh em nha. Action nó thấp hơn cái độ chuẩn nhiều nha anh em, thấp hơn độ chuẩn nhiều. Đây cũng vậy nha. Thấp hơn như 6 nhiều. Mình test cần phím cho anh em nghe. Cần phím là không rè, không tẹt, không lỗi nha anh em. Mặc dù cái action đó mình chỉnh rất là thấp nhưng mà không có lỗi lầm gì nha anh em nha. Đàn rất là ok, ngoại trừ cái vấn đề xước xát và cái bộ phận đã chỉnh sửa chỗ này ra thôi nha, cái tớp ra thôi nha. À, giống như mình đã quay với anh em á, còn lại những vị trí khác là đều ok hết nha. Âm thì rất ok, âm rất hay. So với cái mức giá này thì anh em mua tập chơi là ngon lành. À, thế anh em muốn đàn này mà đẹp ngon hơn thì nó cao tiền hơn nha, khoảng tầm 2,5 triệu, 3,5 triệu gì đó. À, cái này anh em mua tập luyện là ngon lành, một cái đàn tốt, âm hay, giá rẻ nha. Cái này là mình mua âm thanh đó nha anh em, mình test hợp âm cho anh em nghe nha. Âm rất tốt nha anh em, âm rất tốt. Rất là hay luôn, từ vì cái đàn này là cái đàn của series cũng khá cao nha anh em. À, khá cao. À, bán rẻ vì do những vấn đề mình nói thôi, chứ thật ra nó chẳng lỗi lầm nha, nó không bị hư hại đến mức mà mình không chơi được, hoặc là nó cong cần bên phím này kia. Còn cần phím rất là êm luôn, cần phím rất là êm luôn. Mình bấm những ngăn cao anh em coi đó, rất là ok nha. Đàn nào mình bán cho anh em mình cũng test đầy đủ và mình chỉ đầy đủ những cái vị trí mà hư hỏng hay là bị vấn đề gì của cái đàn á. À, và những vị trí nó bị như vậy cho nên mình sẽ bán rẻ, không bao giờ mình bán bằng cái giá cao như cái đàn bình thường được nha. À, nó phải hợp với cái giá tiền của cái cây đàn đó. Đàn này là mình bán chất lượng âm thanh nha anh em, không bán cái đẹp nha. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để phần tiêu đề và phần mô tả nha, anh em có thể xem trực tiếp trên màn hình cũng có. Cảm ơn anh em nhiều nha.